Chào mọi người, gần đây là rất nhiều người hỏi về cái con loa kéo 5 tấc Nanomax K52 này. Thì ngày hôm nay mình sẽ review em này cho mọi người nhé. Xem là em này có những điểm nổi bật nào và những cái nhược điểm nào, để cho mọi người biết, mọi người quyết định mua nó chính xác hơn. Và đây là một cái thùng giấy đựng loa Nanomax K52 nguyên đai nguyên kiện cho anh em nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành là unbox nó. Đầu tiên thì mình nói qua về các cái thông số kỹ thuật của em này. Sẽ có bát 5 tấc, 3 đường tiếng, bát này, chép và một chung. Kích thước của em nó là chiều cao là 84cm, cụ thể là 50x48x84, với công suất là 980W micro UHF. Về mặt lưới của nó là anh em thế này, con này là con ra sau cái con 18X5 ở trong điện máy xanh, cho nên là cái lưới của nó có in hình một viên kim cương, in hình viên kim cương trên lưới nhìn cũng khá là đẹp nhé. Tuy nhiên thì nó có một cái điểm khác là ở bên này nó có hai cái đường kẻ này. Thì cá nhân mình là mình không có thích hai đường kẻ này, nhìn nó cứ làm cho nó bị nó kiểu kiểu thế nào, mình không thích cái kiểu hình này. Nhưng mà không hiểu sao thì rất nhiều khách hàng hỏi về em này và lại thích cái kiểu lưới, thích cái con loa này. Thì chắc là cũng tùy từ nhu cầu từng người thôi. Về chất liệu lưới này, anh em thấy này, nó cũng là hợp kim kim loại thôi, thép thôi. Nhưng mà cái mặt lưới này á, nó có vẻ là nó không có được dày như cái con 18X5. Thì mình nghĩ là cũng đương nhiên thôi, bởi vì là con 18X5 giá trị nó cao hơn hẳn con này 2 triệu. Thì cái lưới con này tất nhiên nó sẽ làm kiểu như nó mỏng hơn một chút, nhưng mà nó cũng vẫn là chắc nhé, rất chắc nhé. Đây, mình nhấn vào nó, mình chỉ vào chút này. Đây này. Đó. Thường thì những cái con loa 5 tấc lớn như này thì khi mình di chuyển thì nó sẽ không bị móc lưới đâu. Tuy nhiên thì trong trường hợp mà giả sử như mà đơn vị vận chuyển nó va đập quá mạnh ấy, mà nó gây móc lưới, thì anh em cũng có thể nới lỏng bốn cái ốc ở bốn bên như này, bốn bên con loa, bốn cái ốc. Sau đó mình đặt con loa nằm ngửa ra, xong mình kê cái gì đó ở đáy ở phía dưới này cho nó đỡ bị chảy loa. Rồi anh em lôi cái lưới này ra ấy, xong anh em nắn lại cái lưới là ok, xong đặt lại, lắp lại là ok. Nên về cái lưới này có móp thì cũng không ảnh hưởng gì đâu. Sơn này là sơn rất là mịn mà chắc chắn đấy. Lớp sơn này là nó sẽ không dễ bị chảy xước hay bong chóc đâu, nên anh em yên tâm. Về chất liệu thùng này thì vẫn là khác như các cái mẫu khác của Nanomax thôi. Thùng nó vẫn là thùng gỗ, gỗ công nghiệp nhé. Bên ngoài là lớp sơn ga chống chảy, thì nhìn nó trông nó nhám này, nó nhám và nó bóng này, khá là đẹp. Ở trên thân loa thì sẽ có hai chỗ này để micro này. Nanomax sẽ không cung cấp các cái chống lăn của micro ấy, mà nó thay vào vì đó là họ để hai cái lỗ như này để cho đặt micro lên khi mình không hát. Ok, đằng sau có một cái tay kéo, thì thay vì để hai cái tay kéo như này, mình thích cái kiểu này hơn, bởi vì là nếu mà để tay kéo nhìn cái loa nó rất là xấu, nếu mà loa to nhìn rất là xấu. Cho nên là để cái này này, mỗi lần mình kéo thì mình nghiêng xuống mình kéo con loa là được. Ở trên này thì người ta cũng in chìm cái logo Nanomax nhìn rất là xịn, nó đánh dấu chủ quyền. Hai bên tai này thì có hai cái tay sách này, để hai người ấy, tiện hai người sách xe lên xe xuống, như mình di chuyển ô tô xe máy ấy, thì dùng cái này sách ok, rất là ok nhá. Về bảng điều khiển này, anh em nhìn có thấy rõ không? Phần lớn các em 5 tấc là chỉ có chế độ bật và tắt thôi, không có chế độ vừa sạc vừa dùng, nhưng mà rất may là em này đã có bổ sung chế độ vừa sạc vừa dùng anh em nhé. Nên là anh em yên tâm là khi hát mà nếu mà bị hết bình thì anh em có thể chuyển sang chế độ vừa sạc vừa dùng để tiện sử dụng, câu với bình ắc quy ngoài đây em sử dụng nhé. Em này cũng có đầy đủ tất cả chức năng, bao gồm là về micro thì có âm lượng micro này, mic bass này, mic chép này, echo này, delay này, reverse này, một cái âm lượng guitar này. Về nhạc thì cũng có âm lượng nhạc này, âm lượng bass này, âm lượng chép này. Nhiều anh em hỏi thắc mắc là tại sao con này chỉ có hai đường chính bass và chép thôi. Thì lý do là vì là trên này nhà sản xuất giải thích là không đủ chỗ, cho nên là ở trên này chỉ để nhạc bass và nhạc chép thôi. Còn khi mà mình tăng chép là đồng thời là cái âm chung cũng tăng theo nhé. Cổng AV này, đây con này bổ sung thêm cổng quang để anh em là dùng TV để kết nối cổng quang cho tín hiệu âm thanh nó cao. Cổng USB thể nhớ này, cổng guitar này, hai cổng micro có dây này, các cái nút chức năng này. Nhưng mà có cái điểm của em này là mình không ưng ý trên bản điều khiển ấy, là cái là cổng sạc nó là cổng số 8 thì nó khá là mỏng manh nhá. Mình nếu mà nhà sản xuất mà nghiên cứu mà ra được cái cổng 3 chân như cái cổng cắm nồi cơm điện thì sạc nó sẽ chắc chắn hơn. Tuy nhiên thì cái này thì có rất ít xảy ra trường hợp đến ảnh hưởng đến cái này, nên anh em cũng yên tâm không vấn đề gì. Có 3 chế độ thôi, một chế độ là chế độ kết nối Bluetooth này, nó mặc định mở lên là nó sẽ Bluetooth. Khi mà đèn nhấp nháy như này là chưa kết nối với một thiết bị nào nhá. Và nếu mà nó không nhấp nháy, nó chỉ có chữ Bluetooth không nhấp nháy thì nó đã kết nối với một thiết bị khác rồi. Đấy, khi mình nhấn vào cái nút mode này thì nó sẽ chuyển sang chế độ optical là chế độ kết nối với cổng quang với TV. Tiếp theo nếu mình nhấn sang nút line là chế độ cắm dây qua AV này. Đấy, cắm dây hoặc là cắm USB thể nhớ đó. Để anh em chú ý sử dụng. Về bánh xe của em nó này, anh em thấy này,
Đó, bánh xe dưới này, đó, bên trước là hai cái bánh xe đi, bánh xe tròn, còn phía sau là hai cái bánh xe để chốt. Thì cái kích thước bánh xe này thì mình cũng không đặt lên để mình xem được ấy, nhưng mà nhiều anh em thì thấy là cái bánh, so với loa 5 tấc thì cái bánh xe này nó nhỏ, nó không to lắm, nhưng mà mình thấy thì nó cũng cân đối rồi. Nếu mà to hơn nữa thì nhìn nó lệch lạc lắm, nó rất là chắc chắn nha. Mình đặt lên đặt xuống không vấn đề gì. Bánh xe sau có hai chốt này, nó chính là chốt luôn. Thì anh để anh em cố định con loa lại, cố định loa lại, con loa không di chuyển được, cần thì bật lên. Khi mua em loa 5 kép nằm rắc này thì anh em ngồi nhận cái loa ra này, anh em sẽ nhận kèm là một cái tờ hướng dẫn nha, kèm theo một cái hộp đựng micro rất là xịn sò này anh em này. Trước đây thì Nanomax thì thường là cho anh em cái hộp giấy thôi. Đây, cái hộp giấy như thế này anh em. Đó là giấy như thế này. Nhưng gần đây thì Nanomax đã chuyển sang cái hộp như thế này cho nó sang trọng lịch sự hơn nhá. Hộp bằng vải, chất liệu vải. Đấy, trên này có in logo Nanomax này. Đó, bây giờ mình mở ra, ở trong này là một cặp micro và một cái dây sạc. Cái dây sạc này. Dây sạc số 8. Đây. Đó, và một cặp micro. À, micro của nó thì có một điểm đặc biệt là Nanomax mới ra mắt một cặp micro thiết kế mới anh em nhé. Trước đây thì thiết kế kiểu dạng màu đen đấy, bây giờ là chuyển sang hoàn toàn là kiểu dáng khác và thiết kế khác luôn. Đây, màu xanh ngọc, xanh thì mình không biết là xanh gì đây, xanh ngọc hay xanh gì đấy, xanh tím à, cũng khá là đẹp nhé, khá là chắc chắn bởi vì toàn bộ mic là làm bằng kim loại anh em này, chuyển hết cán mic sang làm bằng kim loại. Trước đây thì một số dòng loa 4 tấc và 3 tấc thì dùng mic cán mic nhựa, nhưng bây giờ là dùng kim loại hết này. Micro UHF, đây là màn hình mic này. Pin này thì anh em có thể dùng pin tiểu dùng một lần hoặc là pin sạc tùy nhu cầu của anh em. Nhiều anh em bảo là dùng micro này thì là hát rất là nhanh hết. Tất nhiên là một phần do micro UHF thì nó dùng nó sẽ tốn pin hơn micro VHF. Cái này chỉ là một phần thôi, còn phần lớn là do cái chất lượng của pin anh em nhé. Còn một cặp pin thế này mua chỉ có 3.000 thôi, cho nên là nó cũng không thể mà dùng được thời gian quá lâu, 2-3 tiếng, 3-4 tiếng là ngon rồi. Anh em bỏ vào đây, bật mic lên. Đấy anh em nhìn này. Đó, micro UHF, tần số này, sóng này, thời gian pin này. Và có hai cây, một cây tên là mic A, một cây tên là B, cái này tên là B, CHB. Thì ở dưới này sẽ có cái khi mình bật tắt thì mình nhấn nút nguồn giữ là nguồn là được. Còn trên này là có nút set thì mình set tần số, thì cái này anh em khi mà vướng mắc thì liên hệ với mình sẽ hướng dẫn anh em nhé. Thì còn bây giờ nút chỉnh âm lượng này thì ở đây có 7 mức âm lượng này. Thì anh em lựa chỉnh tùy. Nếu mà anh em nào mà giọng yếu thì để chỉnh lên 6 7, còn anh em mà giọng khỏe thì để 5 6 4 thôi. Càng chỉnh cao lên thì càng nhẹ, nhưng mà trong không gian hẹp nếu mà để chỉnh cái độ mic cao thì nó sẽ dễ bị hú anh em nhé. Tuy nhiên thì cái dòng loa này nó có một cái điểm rất là đặc biệt là nhà sản xuất đã tích hợp tính năng chống hú gần như là tuyệt đối cho cái dòng loa này rồi, nên anh em yên tâm là rất ít xảy ra tình trạng hú nha, nó chỉ kêu một chút nếu mà để quá gần thôi. Bây giờ mình sẽ test anh em xem này. Đó, bình thường như các cái dòng loa khác nếu anh em để cái này là nó hú rất là to nhá, hú rất là khủng khiếp nhá, nhưng mà con này để sát vào không vấn đề gì, micro vẫn bật này, nên anh em yên tâm là dòng loa này có tính năng chống hú tuyệt đối. Bây giờ mình sẽ đi sâu vào bên trong, mình test nhạc, test mic, đưa ra nhận xét để cho anh em biết có cái nhìn tổng quan nhất nhá. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, alo, 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 alo. Mấy ai vui với nhau buồn đời. Bình yên nhân dân, yên mang. Mình vừa mới test mic và nhạc xong thì vì lý do là bản quyền nên mình không thể mà mở toàn bộ full cả cái đoạn nhạc cho anh em xem được nhá. Về micro thì mình thấy là hiện tại là cái em micro, cặp micro mới này ấy, của Nanomax ấy, rất là nhạy anh em nhá, hát rất là nhạy. Mình mới để ở mức 56 ấy, mức 6 ấy, mà rất là nhạy luôn, hát rất là dễ luôn. Mặc dù lúc nãy mình hát là mình để mức âm lượng cao, do đây mình để micro nhỏ lại này, nhưng mà hát cũng rất là rõ, rất là to luôn. Mình khẳng định là đối với dòng loa này thì những anh em mà nào mà giọng yếu ấy, giọng nhẹ ấy, thì hát cũng rất là ok nha. Về phần các cái nút điều chỉnh của micro thì có âm thanh của micro này thì cũng rất là nhạy này. Anh em chỉnh lên thì nó âm thanh nó to lên rất là to luôn nha. Cái âm bass và âm chép của nó cũng điều chỉnh rất là chuẩn nha. Thì anh em tăng bass lên thì bass cũng tăng lên, ấm lên. Còn chép thì nó cũng sẽ giúp giọng thanh hơn. Nói chung là nó rất là chắc. Tuy nhiên thì khi anh em để cái mức bass cao thì anh em chỉnh chép lên thì cái chép nó mờ nhạt hơn nhá. Nhưng mà khi anh em giảm chép xuống, giảm bass xuống mà anh em tăng chép lên thì thấy rõ ràng chép nó rất là chuẩn nha. Tuy nhiên có một cái điểm mà mình không thích ở em này thì là echo và delay và reverb của nó rất là nhạy. Cho nên khi anh em chỉnh ấy, khi hát ngoài trời hát trong nhà nó khác nhau một trời một vực nhá. Anh em ở trong nhà nếu anh em để echo tầm như thế này này, giống như các cái dòng loa khác của Nanomax ấy, đến 12 giờ ấy, hoặc đến 11 giờ thì anh em cảm giác không hát nổi luôn. Tại vì nó rất là nhạy, độ vang của nó rất là nhanh, rất là nhạy, rất là rõ. Cho nên là khi hát ở trong nhà ấy, anh em chỉ để echo xuống tầm 9 giờ là đã hát được rất là ok rồi.
và delay anh em cũng để bằng hoặc là thấp hơn chút. Reverse nếu mà khi anh em mà vận hết cỡ echo và delay xuống, anh em tăng reverse lên thì reverse em này cũng rất là khỏe và nhạy nhá. Đấy, cho nên là anh em nào mà hát karaoke mà không cần dùng đến echo delay, hát mình reverse cũng rất là ok nhỉ. Rồi, sau khi mà test xong phần nhạc á, thì mình cũng đưa ra cái nhận xét đó là em này á, thì có âm thanh rất là to và chắc anh em nhé, bass của nó rất là chắc, đặc biệt là chép của em đó rất là rõ ràng. Tuy nhiên á, thì mình vẫn có cái cảm giác nào đó thì là cái bass của em này, tiếng bass của em này nó không được hay như cái em Nanomax X2000 bass trong điện máy xanh của Nanomax. Mình cảm giác là mình thấy nó không bằng. Ví dụ như em Nanomax thì X2000 được khoảng 10 thì em này được 8-9 thôi. Nghe nó không ấm, không hay bằng. Nhưng mà nó rất là chắc nhá, chỉ là nó không ấm bằng thôi. Tuy nhiên á, anh em ơi, anh phải biết một lý do á, tại vì sao? Tại vì em này á, là em 5 tấc nhưng mà giá nó không bằng em loa kéo 4 tấc Nanomax X2000 anh em ạ. Em X2000 tuy là loa bass của nó là 4 tấc nhưng mà bảng mạch, cái bộ mạch xử lý của nó là dùng mạch của 5 tấc. Đó, và em này là 5 tấc thì tất nhiên là phải dùng mạch của 5 tấc rồi. Nhưng mà giá của em này á, mình bán lẻ cho anh em á, chỉ có 7,5 củ thôi. Cái em X2000 bán trong điện máy xanh nó tận 8, hiện tại bây giờ là 8 củ 490. Cái giá của nó phải đi đôi với chất lượng của nó. Nhưng mà với em 5 tấc mà với giá 7,5 củ mà chất lượng như này mình nghĩ là rất là ok, giá nó rất là hợp lý luôn. Anh em tìm đâu ra ngoài thị trường cũng rất là khó để tìm một em loa 5 tấc cái kiểu dáng đẹp như thế này mà có cái giá thành nó thấp như thế. Một sự cải biến rất là đột phá của Nanomax nhé, trong một năm nay nhé. Tại vì trước đó một cái dòng, một số dòng loa 5 tấc giá rẻ khác của Nanomax, ví dụ như là em SK1801 giá nó chỉ có tầm gần 7 củ thì mình thấy chất lượng của nó kém xa em này luôn, kém xa hẳn luôn. Thứ hai nên là những cái em mà 5 tấc cũ là nó sẽ không có công nghệ chống hút tuyệt đối như thế này. Chung quy lại là anh em mình thấy là với cái giá thành như thế thì chốt được anh em ạ, không có lý do gì mà không chốt. Anh em nào cần nhu cầu về em này ấy, thì tư vấn về em này ấy, thì nhắn tin cho mình hay gọi cho mình hoặc là Zalo cho mình cái số là 0983331886 nha, mình tư vấn hỗ trợ anh em nhé.